Rồi em xin kính chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục hôm nay là em làm một cái clip thông báo hàng về. Thì hôm nay em về cũng hơi trễ, bây giờ đã 10 giờ rưỡi rồi. Thì em cũng làm nhanh clip hàng về. Thì hôm nay các cái sản phẩm ngày hôm qua em về đã đi giao hết cho các bác rồi. Rồi bao Acuphay rồi đèn của Hà Lan cũng lên đường ha, 407. Thì hôm nay tiếp tục là em về được cập nhật cho anh em. Thì trong sáng nay thì Acuphay E650 em cũng giao hết hàng cho các bác rồi. Tiếp tục tối hôm nay lại về được hai sản phẩm âm ly Acuphay E, một con là E650 hàng siêu lướt, hàng super lướt luôn. Rồi. Con đó thì gần như mới luôn em, không có gì gọi là cũ luôn. Đó. Thì con đó vẫn có cái mức giá là 137 triệu nha. Đây, con này bảo hành gần 5 năm, hơn 4 năm, gần 5 năm. Đấy, thì không có gì để bận tâm. Và tiếp tục là con thứ hai âm ly Acuphay E450. Thì vài ngày trước em có về một con E450 thì em đã bán về Sa Đéc Đồng Tháp. Thì tiếp tục ngày hôm nay em về là một con E450 nữa. Con này thì em sẽ giao cho bác khách ở Bến Tre, con này bác khách đặt trước luôn rồi đấy, và con này đẹp long lanh à, giá nó có hơi tăng nhẹ nha. Đấy, đây là hai con sản phẩm ngày hôm nay em về, hàng đẹp long lanh đấy, hàng đẹp long lanh có hiện trên dây nguồn đấy. Rồi đây là hai sản phẩm super hot rồi, em không cần quảng cáo thêm anh em nha. Và tiếp tục qua ngày hôm nay em lại cập nhật cho anh em được hai con đầu CD kim gì ấy, mã DAC 32 bit cao cấp, nhạc DSD 32 bit luôn, của hãng Marantz ND806. Thì đối với dòng ND806 thì em bán rất nhiều tại shop em, riêng Marantz em bán cái dòng này nhiều nhất, tại vì nó là một con mà cho chất lượng âm thanh cao cấp này, đầy đủ tích hợp các cái công nghệ cần thiết nhất của hiện đại ngày hôm nay, ví dụ như là CD này, wifi kết nối điều khiển điện thoại này, rồi bluetooth giải mã này, AirPlay này, iPhone, iPod này, chuẩn là chuẩn Hi-Res rồi, đặc biệt DAC của nó là tuyệt vời anh em, và phần mềm nghe nhạc Fortify Online này, cao cấp này, Music Server này, rồi điều khiển qua điện thoại qua phần mềm Health này, đó anh em thấy ha. Thì hai con này em về là hàng điện 100V, mắc in Japan, hàng của thị trường Nhật anh em nhé. Hai con đẹp long lanh, hai con này là hàng đấu giá đi máy bay về luôn đấy. Và giá hôm nay hai con này em về cho anh em giá một cái mức giá cực kỳ tốt từ trước đến nay. Thì em báo giá sát luôn để anh em khỏi phải suy nghĩ bận tâm. Lúc ban đầu thì những cái con này về giá nó còn mắc, thì lúc đó em nhớ không là một con này trên 30 triệu, và bây giờ thì giá nó đã xuống. Nó có nhiều mình xuống thì mình vẫn xuống theo cho anh em, mình không quan tâm. Rồi, mua rẻ bán rẻ, mua cao bán cao, em đó là chính sách của em, không quan tâm. Và hôm nay hai con giải mã kim CD cao cấp của Marantz ND806, hôm nay hai con này có mức giá là 27 triệu đồng anh em ha, 27 triệu đồng, giá thấp nhất trong các đợt. Và hôm nay thì em sẽ tặng luôn cho anh em mỗi một con là một cái USB nhạc chất lượng cao, nhạc lọt led, nhạc DSD tùy anh em muốn. Em có hai con, thì đây là cái em đang làm, đang chép nhạc lọt cao cấp cho anh em đây, đang chép cho mấy anh đây anh em này, đây là cho anh khách ổ 1T này, hai ổ 2T này, nhạc luôn lượng tới lượng cao. Thì đối với em nhạc là nhạc lọt led, với là nhạc tuyển tập các album hay cho anh em nha. Đấy, thì hôm nay về được hai con, và em sẽ tặng cho anh em là hai cây USB có dung lượng là 64GB. Hôm nay có 64GB thì em sẽ tặng 64GB luôn, 64GB full nhạc cho anh em, chất lượng cao. Thì anh em có thể yêu cầu riêng em là anh Mai lấy con này em chép cho anh nhạc trữ tình Bolero, nhạc R75, hoặc là anh em có thể yêu cầu chép nhạc DSD, nhạc cao cấp để anh em test. Ok, em sẽ làm riêng cho anh em mỗi một cái như thế, anh em yêu cầu lấy con nào anh bán con đó nha. Và đồng giá là 27 triệu đồng một con. Rồi tiếp tục, hôm nay em về tiếp tục cho anh em là hai con âm ly nữa. Đây là một cái con mà màu đen rất là đẹp và rất là cực kỳ hay, giá lại tương đối. Thì đây là con âm ly Pioneer A838,
8 hôm nay em về cho anh em với tình trạng là đẹp long lanh. Về con này thì vậy nếu anh em biết chơi con những cái dòng Pioneer ví dụ như 77, 838 hay 939 á, thì những cái con này là nó sẽ giá nó sẽ phụ thuộc vào cái độ đẹp của máy. Độ đẹp của máy có nhiều chỗ những con này đang 8 triệu, 9 triệu rưỡi, 10 triệu. Riêng cái con của em dám bán cho em là 11 triệu tại vì nó cực đẹp. Và con này nó công suất lên đến 360W. Con này đánh hay lắm anh em, ruột gan em này đẹp như mơ. Thì ngày mai em sẽ cố gắng cho anh em là cho anh em xem ruột gan một cái nữa anh em chơi. Con này rất là hay. Ghép những dòng Pioneer ví dụ như là 755, 616 hay là 180A. Hay lắm, cực kỳ hay luôn. Con này đấy, có hai hồi gỗ nữa anh em thấy này, hai hồi gỗ này. Lâu nét đầy đủ này. Bát trép đánh hai cầu AB này. Đó. Cho nên em này con này hay lắm nha anh em. Anh em đừng bỏ lỡ con này. Con này là đẹp shop em là đẹp cực đẹp luôn á. Con này có giá là 11 triệu nha, bao ship nên em chỉ bán đủ nha. Đó. Và hôm nay về tiếp tục cho anh em là một con Amly Đại Nông S13 La Mã Limited. Có dây nguồn rin em để lên trên đây. Dây nguồn rin chân vàng. Con này thì đẹp long lanh. Con này đẹp long lanh có mức giá là 33 triệu đồng anh em nhé, 33 triệu. Cho một con Đại Nông S13 La Mã Limited đẹp long lanh. Ở đây thì em có con S12 này, giá tốt này, 21 triệu này. Con này là 3 La Mã Limited đẹp long lanh là 33 triệu. Và một sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay em về nữa. Đó là lọc xì Victor C80. Ngày hôm qua thì em về là một con GBC hàng xuất châu Âu. Thì hôm nay là con đó em bán rồi. Và hôm nay là em về cho anh em là một con hàng Nhật nha, điện 100V. Con này anh em khoái hơn đây. Nhưng mà thật sự ra hai chất lượng hai con với nhau nó khác nhau là cái dòng điện thôi. Có kia thì đa cầu điện, con này chỉ có một dụ điện là 100V. Và giá nó vẫn là 11.800.000 đồng. 11.800.000 đồng anh em nhé. Con này cũng ruột gan 7 màu anh em thấy sexy nè ha. Dây là anh em đủ hiểu rồi. Đấy. Đó, đẹp. Nắp lưng đây, nó không cắn mớp thôi nhưng vẫn có những cái vết lông mèo theo năm tháng anh em. Không tránh khỏi được nha. Về liền lạc là đẹp lắm rồi. Đó. Chân cẳng là sáng giới luôn nè anh em nha. Đây anh em thấy không, cái con điện 100 thì nó lại không có cái cầu chì bảo vệ này. Rồi không có cái cổng chuyển này thôi. Đấy. Còn lại là giống như nhau. Rồi anh em nhé, 11.800.000 đồng cho con lọc xì Victor C80 nha. Rồi hôm nay thì em về được bao nhiêu đây sản phẩm thôi anh em. Yêu sản phẩm nào thì phone ngay cho em và chọn cho mình những sản phẩm yêu thích nhất nha. Và giá là bao ship nếu anh em chuyển khoản đủ. Anh em nào muốn ship cọt thì chuyển trước giúp em 20% và em không bao ship cho ship cọt anh em nha. Dạ, xin cảm ơn.